Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chuyện đóng góp từ sàn Alpha Lancy nhận 10.000 top càng AFTB nha các bạn. Để tham gia chương trình hàng link mà liên mô tả mà Telegram nó sẽ tắt cho chatbot các bạn. Con này nó trong chương trình bán hàng VSL và top càng này nó sẽ list lên nhiều sàn lớn các bạn, như ví dụ như Vindat, Uniswap. Nhiều sàn lắm anh, thì trong tên website đó các bạn vào tìm hiểu các bạn. CKF rồi bạn gửi cho bot nha, không rồi gặp cha sai H2 B I, các bạn chạy chút không chết sai nữa thôi gọi luôn. Rồi nhiệm vụ thì khá là dài luôn các bạn. Đầu tiên đi xếp website thì các bạn mở cái website đó, các bạn vào các bạn xem thôi các bạn, có cần đăng ký. Rồi mình đã check website nó rồi, các bạn bắt đáp lời các bạn. Rồi bạn nhiệm vụ của con cho nên group seller các bạn. Con này nó chạy trên tảng EC20 và nó chuyển qua TC20 với các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời nha các bạn. Rồi join tiếp kênh seller. Con sắt của nó nè các bạn. Con chắc nó chỗ này nữa các bạn. Con này sẽ list lên sàn check web các bạn. Cũng khá là ngon đó. Rồi các bạn join sàn các bạn. Rồi bạn mới up lên các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba các bạn follow và tăng 5 người bạn các bạn. Rồi bạn nhấp vào fan. Sau khi tôi cần nó về thì các bạn chỉ có việc swap qua TDS thôi các bạn theo dõi nè. Con này like nè. Rồi bạn muốn đắp tăng 5 người bạn nha bạn. Để mình kiếm 5 người bạn của mình nữa. À còng mình 1 nè. Các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng những người bạn nó thường thường các bạn. Các bạn tăng loạn xào là nó phá ạc thôi. Rồi các bạn test 5 người bạn, các bạn test lại nha bạn. Rồi các bạn mới đắp lại. Nhiệm vụ thứ rồi các bạn follow Medium nữa cái nữa các bạn, người subscribe kênh YouTube nữa cái nữa. Medium này các bạn vào follow nữa bạn. Rồi Medium thì các bạn follow nè, rồi các bạn vô tay nè. Con này rõ ràng chạy trên nền tảng EC20 blockchain nè các bạn. Giờ nó chuyển qua TRC20 nè. Chứ làm gì mà chạy trên nền tảng TRC20 list sàn web này nọ đâu. Chứ nó không có. Rồi còn subscribe kênh YouTube nha các bạn. Và like nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký rồi. Không có video nào hết. Rồi các bạn bấm vào mục continue các bạn. Rồi nhé, nhiệm vụ dưới đây thì các bạn group seller medium photo, rồi bạn bấm next step nha bạn. Username profile link, rồi các bạn gỡ lại một cái username profile link các bạn. Pin button number. Rồi các bạn mở cái trang tweet của mình ra nha các bạn. Rồi nhấp vào ba chỗ gạch nha các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào một chia sẻ trên đầu các bạn. Thì làm iDrop là những dự án nha các bạn. Nên các bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn chạy lại một con bot nè các bạn. Các bạn bắt đây nha các bạn. Rồi bạn dán nha các bạn. Mai lốt qua tầm các bạn. Rồi đủ file link nè. Lâu như ta.
Rồi gửi tiếp tục là username minimum các bạn. Cảm ơn cái máy của mình, các bạn tự làm nữa các bạn. Mình chỉ review thôi. Đây thì cái máy của mình nó quá tờ lót chậm rồi các bạn. Các bạn thông cảm nha các bạn. Để mình tìm mua là một cái máy chạy rất là mượt cho tất cả các bạn nha các bạn. Và máy rớp cho nó đã. Medium thì các bạn nhấp vào chỗ này, các bạn vào trang cá nhân, các bạn copy cái dòng thời gian của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn nhấp vào bắt vào trên đầu, các bạn sao chép cho khi như tạm nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Chết, rồi mất tiêu luôn rồi, mất tiêu rồi. Medium các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ giấy từ xe mới bên dưới chân. Dùng địa chỉ với chút wallet. Nó kêu dùng địa chỉ chút wallet ta. Cái này cái địa chỉ chút wallet. No submit UTC 20 John chút wallet. Các bạn có thể ép con chắc nó trên chút wallet. Có thể dùng địa chỉ với John Linh cũng được nữa các bạn. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Các bạn ơi, con này nó yêu cầu là các bạn phải gửi địa chỉ với TRX trên chí chút wallet nha các bạn. Các bạn chỉ việc nhấp vào vô cộng dây, các bạn gõ từ TRX nha các bạn. Thì con chắc nó thì các bạn cứ áp con chắc nó vào đây nha các bạn. Nãy mình lộn, mình áp vào với John Lin này. Sau này rồi mình có cần này có về, mình sẽ hướng dẫn các bạn liên kết với John Lin với chút wallet để mình swap nha các bạn. Rồi bạn chạy về Telegram nè các bạn. Rồi đây thì nó thông báo chỉ với chút wallet không. Các bạn không nên dùng. Rồi các bạn gỡ vào. Rồi sau này con này nó mà có về thì mình sẽ thông báo và làm một cái video hướng dẫn các bạn tiếp tục nha bạn. Rồi bạn bấm vào balance nè. Reset. Reset 100% sale. Sau balance không thấy gì hết. Withdraw. Cái máy mình bị đứng nha các bạn. Rồi mọi thông tin gì thì các bạn vào đây mà các bạn tìm hiểu nha các bạn. Mình đã nhận nè các bạn. 10.000 token AF nè. Đây là link ghép của tất cả các bạn. Withdraw thì chưa. Vậy video đến đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.